lần sau á khi mình tổ chức The Net Team lớn đây nè, khoảng 60-70 cái bàn, thì mọi người hôm nay hiểu được chút chút cái cách trưng bày cái này nọ. Lần sau á mình sẽ có đủ đồng phục áo xanh này rồi. Quan trọng nhất là khi mà làm việc á, mà tổ chức lớn thì phải có đông bàn tay. Quan trọng nhất không có được nói lớn tiếng. Có nhiều người á cứ nghĩ là lớn tiếng là để chứng minh với nhiều người là ta đây làm nhiều, đó là mất phước đó con. Nên nhớ lúc đó mấy vị Bồ Tát, mấy vị Phật gia rồi chưa xuống, thì sư phụ chưa thắng nhang, chưa đọc sớ rồi mấy vị chưa xuống. Nhưng mà the same time có mấy ông thần với mấy vị hộ pháp, sư phụ đầy xăng nè, mấy ông rồng nữa cũng quất ghé đời chúng ta, họ cũng chuẩn bị để đón một cái phái đoàn từ trên trời xuống, đúng không? Cho nên là không có nên lớn tiếng, rồi không có nên đứng ở đây rồi la giới giới, mình gán đi bộ một chút. Nó có cái đó, nó thứ nhất là đại kỵ, không có lớn tiếng. Thứ hai, gặp sư phụ á không có cần phải xé, phải chào. Nó tới cái đầu sư phụ muốn chào mà sư phụ không chào lại, mấy con tu chưa tới cứ nghĩ sư phụ là căng, rồi cái đi vô đây là lâu sụt. Trời ơi, sao tôi chào sư phụ không chào lại, đúng hiếu thì lúc chào, đúng không? À, mình qua được rồi, mũi tay cái là ok. Chứ sư phụ mà gật đầu á, mà đứa nào sư phụ gật đầu thì cái sư phụ mất đi cái ý của sư phụ nghĩ trong đầu. Chứ không phải suy nghĩ mình, sư phụ lo là lo chuyện vô vi, rồi lo chuyện mặt đời nữa. Phải lo coi bàn này, ví dụ như cha mẹ đứng đó thì tất cả những vị Phật lớn đứng trên đó, rồi vị nào đứng dưới này cũng đâu có đủ bàn đâu, thì những vị A-la-hán thì từ từ rồi tới vị nào rồi tuốt mà kia mấy ông thần là hồn thiên sông núi đại khái. Càng xa thì càng những cái vị thấp ở dưới thế gian. Vì sư phụ mới đi làm tùm lum hết, bữa hởm á sư phụ đi chưa hết, thì sư phụ thấy được có những cái bàn chức nhỏ thì là gần đây rồi, còn mấy ông bự thì bỏ thuốc bên kia. Nó có rất là nhiều thứ mà mỗi một cái buổi lễ á đều có cái error hết, đều có cái problem hết. Cái big problem mà của cái last week hồi tuần rồi á, đó là mua không đúng cái nhang. Tại vì mấy vị cần nhang để mà xong, mà sư phụ thấy cái nhang là chết cha rồi, tự nhiên nó xài tiền nhiều mà cái nhang không ra khói mà cũng không thấy là đốt nữa. Nó lên thẳng vậy cái nó ngã xuống gì à, cái nhang mà loại tụi tàu á, hiểu không? Mình cứ mua nhang bình thường ở chợ nó bán mập mập như nè, cho nên cái nhang nó quan trọng lắm. Rồi cái một đống người đem mấy cái nhang nhí nhí mà ở trong chánh điện ra đốt, cái nhang nhí nhí gió thổi mấy cái cũng tắt nữa. Cái nào ở trong là trong, cái nhang cũng phải quan trọng. Mai bữa cũng không có ai gây gỗ, không chỉ sư phụ cho con đi bay xin phép, không phải bay về lại cho nhà đó sư phụ. Ok rồi, tự nhiên vậy. Sư phụ mạnh khỏe nha. Ok rồi, rồi. Ok nha, rồi rồi rồi, thương lo bình an nha.
Sau này mà khi mà Đức Thầy xuất hiện đó, sẽ cũng có một buổi lễ lớn vậy, cả nước luôn. Để mà cảm ơn trời cho Phật Thánh Tiên xuống nước Việt Nam để cho họ hiểu là ông trời là ai. Trần Việt Nam giờ đâu biết ông trời là ai, chỉ biết Bác Hồ là ai thôi. Dễ gì họ mà biết là 4-5 năm trước là đâu có nổi mà bây giờ thành phố buồn lắm không em. Ngày Chủ Nhật thành phố buồn bây giờ cái bệnh nó đổi lại thành phố nào. Một cái lời của một cái nhà sáng tác nhạc á là tâm tư của người ta, một chữ hay một dấu cũng không có nên thay đổi. Mà bển cứ đổi quá trời, mấy cái bản karaoke nó đổi chữ tùm lum á, đúng là vô minh. Phá bản quyền. Làm tùm lum hết. Nghe là một cái nước Việt mà hộ nhìn thấy so sánh những quốc gia khác, trời ơi sao mà nó bạc phước mà nó ngu đến độ nó đi thờ cúng và chạy theo mấy cái phù du mà thờ cúng những cái người đã làm hại ông đời ông nội mình, đời cha mình, làm hại đời mình mà nó đưa lên đầu. Hiểu Thủy nói gì không? Họ cứ không có hiểu, họ không có hiểu là họ đã đi sai quá xa, mà hôm nay có thụ về xuống đây nhắc nhở vậy mà họ cũng không có nghe. Bữa nào đói chết thì họ cứ nhảy ra đạch chết đói, chỉ biết chết thôi. Còn trước khi mà xảy ra chuyện đó, có người nói, có người nhắc nhở, họ lại lờ. Bệnh cũng vậy, bữa mình nói sẽ có một loại bệnh từ thú vật qua người cũng lờ, mình nói tiền thành tiền giấy cũng lờ, nói gì cũng trúng hết. Mình kêu đem đi quả táng Bác Hồ để mà nước Việt Nam khỏi bị ém phong thủy. Tại Tàu nó khôn lắm, nó giỏi về mấy tâm linh dữ lắm, cũng không chịu làm. Còn mình kêu trả cái ly hương lại cho ngài Trận Đạo để ổng trấn lại cái Sài Gòn của mình, cũng không làm. Thì tới cuối cùng 1-2 năm sau cái làm cũng làm ma giáo nữa, nó làm ngược vậy trong đó, nó vẽ bùa vậy trong cái chậu ly hương, cho nên thằng cha mà đó 1-2 ngày sau đó, lật xe chết á, cũng làm sai nữa. Tức là mình khấn cho nước Tàu á, chứ không phải mình khấn cho nước mình. Ở bên đây thì biết hết, phạm thượng ngu vậy đó, nhiều chuyện lắm mà ngồi đây mà kể hết khủng khiếp lắm. Giống như người hoa tức là người Chợ Lớn, người Chợ Lớn là người Tiều và người Quảng Đông, là Âu Việt, Bách Việt, Lạc Việt, cũng là người Việt, cả người Hẹ nữa là người Việt. Vậy mà cứ nghĩ mình là người Tàu, cứ nghĩ là mình là thuộc về phía bên của Tập Chấn Bình, rồi cái nó đi qua nó dùng mấy cái người đó để mà làm nội gián, gọi là tình báo Hoa Nam á. Cứ nghĩ là mình giết lợi dân tộc anh em của mình, mà mình cứ nghĩ là mình trung thành với nước Tàu. Người Tập Chấn Bình là người Hoa Hạ, nó là người ở trên núi. Người Việt Nam, người Tiều ngày xưa mình là giống nhau. Hiện giờ con về bển đi, cả người Hồng Kông cũng là người Việt. 100 bộ lạc của vua Thần Nông ngày xưa lập ra. Còn cái người mà bây giờ mà cao gắn trắng mà ấy là người Hoa Hạ, người ở bên Tây Bá Lợi Á, người Thanh, người Kim rồi của nó đó, là trên núi. Mà vậy á, mà cái nhóm Chợ Lớn cũng không biết nữa. Cứ nghĩ mình qua Việt Nam là mình ở tạm bợ, rồi hôm nay mình làm nội gián để mình quậy nước Việt, để mà sáp nhập nước Việt thành nước Tàu, đó là càng sai nữa. Cái đó mới là đậm á,
nhiều sử dụng lắm, lại mình không nói. Họ có nghĩ là họ trung thành với bên bên Trung Cộng á, là họ là làm đúng, nhưng mà làm sai á. Tại vì cái người Việt là nó có nhiều giống, nó qua tới Campuchia, qua tới Nam Dương nữa đó, cũng là người Việt. Còn cái người mà hiện giờ á, mà nó là đảng cộng sản của Trung Cộng á, nó là một giống dân khác, nó là nhà Thanh, nhà Kim, nó là đám Hoa Hạ. Làm cái clip mình đọc thơ nha, rồi ai muốn hỏi gì á cứ hỏi. Tại bữa giờ em đọc thơ cũng cả năm rồi chưa đọc lại. Tại cái thơ á là cái lời của mấy vị, lời mấy vị á thì nó thấm vô cái trong lúc này họ mới cân nhắc. Còn lời sư phụ nói là một chuyện, nên giờ mình đọc thơ để cho vui bữa nay, chứ nãy giờ nói mấy tiếng vu vơ rồi. Nhiều bài quá. Canh khuya gà gáy o o, là thời khởi điểm con đò sang sông. Đò kia là giống tiếng rồng, giờ khi đỏ lửa đón ông vua về. Giờ đây mới hết mát lê, trời Nam bừng sáng phu thê rõ ràng. Chim hiền mặc sức dọc ngang, trời Nam lộng gió phù tan khắp cùng. Chim hiền nặng nặng nợ kiếm cung, cùng nhau dựng nước đứng chung một nhà. Bên cạnh là chú cờ hoa, cùng là chú chệt lân la bên mình. Mừng cho dựng nước hồi sinh, dân Nam ăn hưởng thanh bình nơi nơi. Chim hiền gán đợi chim ơi, hỡi người chí sĩ đừng lơi chí tài. Thời cơ chỉ một không hai, tu tâm luyện trí ngày mai tung hoành. Chim hiền tung cánh trời xanh, gặp thời gặp giận. Năm canh con mèo, con mèo. Đường dài nhưng chẳng bao xa, thánh hiền chuyển hóa mới là hiển linh. Chờ xem lưới bủa cá kình, thuyền Nam đến bến bình minh. Ký thời chim hiền dững chí chim ơi, thu tàn đông đến cơ trời mới hay. Và kế tiếp, rượu nồng cạn chén để chia tay, tái ngộ rồi đây cũng có ngày. Sum họp một nhà trên đất mẹ, thân quan tạm biệt chốn trời Tây. Thế nước hiện cảnh đang nghèo đói, đường đen đêm mang tối ai trùm. Biết ai mà chỉ đường giùm, thầy trao ngọn nến xem làm lộ ra. Tiếng sấm nổ sang hà biến động, thất tướng chừng quỷ lộng sang hà. Chừng nào thất tướng lộ ra là chừng đó mới nước nhà an yên. Thất sơn phân nước nhà biến đổi, bảy núi miền mong mỏi từ lâu. Thất sơn bảy núi nhiệm màu, quá giang long hiện trên bầu trời Nam. Binh rầm rộ núi sam núi sập, binh dậy rền vang khắp trời Tây.
Trời đông núi ngủ châu mài, giật mình hợp lại anh tài ra quân. Trời nam vẫn vang lừng Nam Bộ, trời bắc miền rầm rộ khóc than. Đông tây nam bắc quy hàng, thiên ánh đạo vàng lộ rõ cơ thiên. Sấm sẽ nổ khắp miền Nam Bộ, miền Bắc Châu lâm khổ quốc chung. Hạ Lào sấm nổ ầm ầm, miền Trung hỗn độn dập bầm tâm can. Miền Nam bị miên sang xâm lấn, Bắc Trung Nam như rắn mất đầu. Đầu trâu mặt ngựa lo âu, sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Bừng tỉnh giấc đổi thay tất cả, đồng bào ơi hãy khá tin rằng miền Nam quốc Phật thánh thần sẽ mùa hạnh phúc rất gần ở dân. Bế cơ tọa tỉnh Quảng Thanh, tu tâm tích tụ duyên lành trà hoa. Trần gian còn lắm phong ba, thế gian chưa hết yêu ma hại người. Thực hư hư thực thực hư, sắc không không sắc đồ sư sư đồ. Lưu ly quang dược Nam Mô Quan Âm, nạn giải cam lồ ơn ban. Nhanh thai cho kiếp nhân gian, đầu xanh tuổi hạt khuôn vàng câu thơ. Thơ đây không phải thế thơ, thơ thời thơ thới, thơ trời thơ mây. Trời mây thời thới vần xoay, thời cơ biến đổi vui vầy lời ca. Tòa sen tỏa ánh Phật bà, độ đời hành thiện có ta có người. Mai kia tiếp nối xuân tươi, kỷ canh tân khúc rạng ngời đường ta. Trần gian gọi gió đông qua, giáng cơ ngộ kiết trà hoa mấy dòng. Cháu già ngậm cỏ ven sông, đầu rền sóng dỗ biển đông không lường. Tai ương nói tiếp tai ương, quan hồn quả kiếp buồn thương khắp cùng. Đông Tây Âu Á nhìn chung, quả hồng thủy bạc tài hung ngân hà. Lạ gì bọn cáo bôn ba, lạ chi bọn quỷ bọn ma biến hình. Số đời có cải vòng quanh, số thiên đã định đã thành nghiệp dây. Gẫm xem cuộc thế đổi thay, tam thu hạn đáo kết lai tứ tuần. Tứ tuần hạn đáo nghênh xuân, tứ tuần hạn đáo cập rừng về non. Nhớ chăng câu nói ví von, hoa đầu hoa cuối vuông tròn đông tây. Tứ tuần mới thật là hay, tứ tuần hạn quá chủ thầy tàn vong. Nhất thời phong vũ Nam Long, thái xuân chổi khúc mục đồng nghiêu ca. Quang minh nhất điểm đâu xa, yến anh tương khúc tương ca tương hòa. Diễn du bát nhã thuyền quang, lục thập niên giáp Phật ban pháp truyền. Bế cơ chờ đến thiện duyên, đàn xưa nhịp lỗi tâm nguyện phôi pha. Bữa nay đọc khỏi phải giảng không? Thấy cái này xưa có đọc rồi, lâu lâu đọc lại để nhắc cho đã biết. Lời này lời của Phật, của Thánh. Còn lời mình họ không nghe thì hôm nay mình nói lời Phật, lời Thánh để họ nghe không. Ở trong đó nói rõ hết trơn á. Nếu mà người hiểu về thơ á, hiểu tiếng Việt thôi, đọc cũng hiểu đúng không? Từ chữ, từ câu mấy gì nói rất là rõ. Thời cơ chuyển biến khắp nơi, ba thu nói tiếp tan đời lũ hung. Trời Âu quỷ đỏ cáo chung, trời Nam thập vũ cuồng phong đổ vào. Phen này bọn khỉ lao đao, hết thời vang bóng núp vào đảng chi. Phen này những kẻ mê si, bừng cơn tỉnh dậy tàn đi thế cờ. Mai đây nói lại vần thơ, nhấp cho cạn chén cạn lời quỳnh tương. Thành tâm đốt lại nén hương, thánh thần chứng giám muôn đường còn ta. Mai đây chảy hội trà hoa, độ dân giúp nước mọi nhà yên vui.
Mai đây hết ngược hết xuôi, thuận buồm yên gió, đò tôi kính người. Mai đây đón lại xuân vui, các thuyền biển xứ nổi trôi tìm về. Mai đây rủ sạch u mê, hết kỳ pháp nạn gia thơi trùng phùng. Giữ cho hiếu đạo thủy chung, giảm thù tiếp bạn chăm lòng nở hoa. Trà tòa sen tỏa ánh Phật bà, có ta dưới bờ chiếu xa độ trì. Chim hiền tỏ cánh bay đi, hợp đoàn tìm ánh từ bi quay quần. Nhân tài xuất hiện khắp cùng, minh quân tỏ rạng vui chung nước nhà. Thiên cơ khó lộ quá xa, vững tâm tin tưởng lời ta phán truyền. Thơ nhiều, đọc tới đâu hay tới đó, đọc tới mỗi miệng thôi. Lúc này cần phải cho review lại không, cho bển nghe thơ lại. Không thích nghe mình nhảo thì mình đọc thơ. Rồi của Đức Thầy không? Nguyên mấy gì? Gió vàng hiu hắt vào thu, đứa thuyền bát nhã nam vô độ đời. Thiện căn Phật dạy mấy lời, quả kia đã cạn, nghiệp thời trả xong. Trời Nam một dãy mênh mông, chờ xem ngọn gió, thu đông kịp thì. Thu đi đông đến một khi, xuân phân nhất nhật, hồ ly thọ hình. Bắc phương nổi tiếng hai kinh, chú toàn sứ mạng hòa bình Đông Nam. Trời Nam mấy bước thăng trầm, lục thập niên giáp Quan Âm Phật truyền. Từ đây hết giặc tần phiên, từ đây xuất hiện vua hiền tôi trung. Từ đây mới thật là xuân, từ đây trăm họ vui mừng oan ca. Duyên trần hai chữ trà hoa, nhập phàm cứu độ nhà nhà an cư. Chờ xem đồ trận binh thư, cán cân thế cuộc thực hư tỏ tường. Thuyền ai đổ bến quê hương, vào xuân chó rạng thái dương kia rồi. Kẻ đi người ở riêng ngôi, một giờ sớm hợp mấy hồi chớ lo. Nhân danh thần nữ tự do, ban truyền phép lạ ấm no cho đời. Đêm thu rải rác sao rơi, ngẫm si cho cạn ai ơi chim hiền. Canh khuya chở giấc cô miên, thật hư mộng tỉnh cơ thiên ai ngờ. Đêm nay đâu phải là mơ, thương người thành tính để chờ tin ta. Dựng xây cơ nghiệp trà hoa, cho đời mấy hậu, cho nhà nước Nam. Chu kỳ khởi điểm lao đao, gà đi chó sủa, heo cào chuột ca. Năm châu thế giới bôn ba, con buồn mẹ đổ lệ qua bao lần. Ba ngồi chiếu tỏa kim vân, mười phương tị hiện hồng trần nhiễu như. Giang tay cứu vớt muôn phương, giang tay phù trợ quê hương đọ đài. Thiên tai nói tiếp dịch tai, nhân sinh thống khổ ai ngoài thương tâm. Từ bi cứu khổ Quán Âm, mẹ hiền vô nhiễm từ tâm giải nàng. Giải cơn sóng dữ mênh mang, cứu cơn dịch ác lan tràn Đông Tây. Giữa thời nhiễu loạn hôm nay, yêu ma được thế đổi thầy thay sư. Khuyên người hãy gắn tâm tu, chí tâm trì nguyện Phật thì gia ơn. Trà hoa nhớ lấy lời ta, nhất tâm khấn nguyện rời xa khổ nạn. A Di Đà Phật rõ ràng, Nam Mô cứu khổ cứu nàng Quán Âm. Nhất tâm niệm Phật nhất tâm, nhất tâm sám hối lỗi lầm vương mang. Nhất tâm giúp cảnh bần hàng, nhất tâm gìn giữ vẹn toàn nghĩa nhân. Khỉ kia nay đã phân thân, phân rồi tự quỷ cuối phần mà thôi. Thời cơ khó đoán ai ơi, xảy ra mới biết cơ trời hiển linh. Tiền đình mai vẫn còn xin, ngày xuân di lạc chúc mừng trà hoa. Mẹ sắm chẳng trình.
Long Nhĩ Xà Đầu khởi chiến tranh, Can Qua xứ xứ khởi đao binh, Mã Đờ Dương Cước anh hùng tận, Thân Dậu Niên Lai kiến Thái Bình. Rồng bay năm vẻ sáng ngời, rắn qua sửa soạn hết đời xe tăng. Ngựa hồng quỷ mới nhăn răng, cha con dòng họ thầy tăng hết thời. Chính con rồng lộn khắp nơi, nhện đăng lưới gạch dạy thời mắt mưu. Mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bời gian lao. Khỉ kia cũng bị sáo xào, canh khuya gài gáy máu đào mới ngưng. Này của chị Thánh Mẫu Lứa. Tháng ba vào tiết thanh minh, cõi âm giáp mở phong linh ba màn. Khuynh thiên đột giáp chàng phan, Đông Du hải hội trời ban phong thần. Bắc Hàn lục quốc tranh phân, kêu binh sĩ bại nam phần định phong. Thợ nhà bà đội đi vòng, tàu chìm vì đảo ngã lòng ra đi. Lưỡi bò cắt ngắn tư duy, đảo chìm tàu lặn không gì thở than. Bắc phương không dễ, không thể dễ dàng, tàu sợ lại đánh Tràng An ai mà. Tàu sợ lại đánh Tràng An ai nhà. Bởi thua biển đảo Hoàng Sa, giận lây đập sập Bắc Hà Đế Kinh. Nam phần Nam lại đổi mình, không theo sự sắp vong linh ai ngờ. Nước Nam từ đó thay trời, mở ra thế yếm của thời xưa tiên. Thương cho ấn miếng đảo điên, hành binh phát mã giáp biên trợ thuyền. Thương bà ấn lại ra đi, bởi vì Tây Tạng mất đi núi đồi. Đất bằng thành biển cả rồi, Trung Đông thần sống nó lôi nhà Tàu. Ngã ba tam giác nước cao, không còn biên giới ngã nhào tứ phương. Mưu đồ bá đạo bá dương, tan băng động đất Tân Cương nó chìm. Hình gà lôi nó đau tim, mất đầu mất đích lại chìm Đông Kinh. Nước ai gọi xuống đầu mình, gà lôi trời sập địa hình phân ba. Chỉ còn bốn tỉnh thái gà, mất tên trên cõi ta bà hư danh. Bá đạo tranh bá không thành, hồ tan biển bắc đổi canh đổi kỳ. Nhật Hàn no dạ hả hê, Mỹ thâu lợi phẩm no nơi phong thần. Kỳ nhì tái diễn phong dân, khác xa binh lực phong thần đã qua. Gọi là thế chiến màn ba, gọi 18 nước nó qua thời kỳ. Thật là trời đánh loài người, các loài theo khỉ bị trời bao vây. Hàng binh giải giáp đông tây, đến cơ biển sập đổi thay địa hình. Nhìn bầu sao rụng lung linh, quỷ ma bỏ trốn Nam Kinh đổi đời. Sao hôm chạy bỏ sao mai, nội thì qua ngoài chả ai chủ thuyền. Đất chìm bắt đổ Thái Nguyên, đà trời chia khúc ruột truyền núi sông. Động đất mất nửa hình rộng, đoạn trường gian khúc chanh chua. Động đất mất nửa hình rồng, tân đời nước đổi tấn phong hình rùa. Đoạn trường gian khúc chanh chua, đổi mùa trời chuyển bốn mùa thành hai. Nước Nam hội ngộ thiên tài, chân nhân thành đạo đất đai nhà rùa. Phong Thánh Di Lạc làm vua, trăm quan hữu trách tiên cơ nước trời. Khoa Thi chọn tiến sĩ ngôi, mở đời nhân trị con trời thiên khai.
Cả kiêu học sĩ nam tài ra đi để giúp tương lai Sơn Hà. Đọc đọc cho ai cứ uống nước ăn uống là tự nhiên này mình đọc thơ lên cái clip thôi nữa. Hả? Đắng nghe không? Muốn cần phải để microphone không? Hả? Nghe hết mà sao? Nghe không? Hoành Sơn một dãy ra vào, cuốc kêu giọng đế, cáo cào giả dương. Cung trăng đã sẵn trời dương, giang sơn lại mở một trường xuân thu. Tên đâu ba mũi phục thù, khen cho khắc dùng bài trò cho con. Ngọn cờ phất phới đầu non, thạch thành mèo lại bon bon chạy về. Dặm đường lai láng máu dê, con quay ngã trắng ba que cuộc tàn. Trời Nam giận ở Diêm Bang, chân nhân đâu đến những phường thầy tăng. Đồng Dao lại có câu rằng, non xanh mà mọc trắng răng mới kỳ. Bây giờ quét sạch thử ly, ai ơi nhớ lấy thiên ki kẹo lành. Đương khi sấm sét ầm ầm, ấy là khí số để răng trị bình. Vũ phu mà bức thư sinh, Long Ngô chấp cả mấy anh thủy hoàng. Nực cười cho lũ bàn quan, cờ tàn mà lại tính đường đẩy xe. Thôi thôi mặc lũ thằng hề, gió mây ta lại đi về gió mây. Cờ tàn mà còn tính đường đẩy xe. Dạ. Thiên cơ chẳng dám nói ra. Này của anh Mẫu Liễu Hạnh. Có duyên đã gặp thì ta đại lòng, ba màu đến độ suy vong, khỉ về gà gáy vần hồng nổi lên, cúc vàng rót chén rượu tiên, uống mà xem lũ đảo điên luân thường, mèo lùi cáo nắm kỹ cương, tương tàn cốc nhục nhiễu nhương lạ kỳ, nhân gian mấy độ hợp ly, đồng quan nhuộm máu kinh kỳ tả tơi, quỷ ma giao chiến khắp nơi, quỷ ở trên trời ma ở dưới hang, cỏ cây non nước điêu tàn, quỷ nọ ra hàng mai mới thôi, vẫy rồng tạm tách làm đôi, bóng câu in dấu muôn đời nhớt nhua, kể từ đội ngũ nằm chờ thầy tu mở nước bảy giờ mới hay. Chẳng qua cũng giống quỷ tay, ma tàn hết đến, ma tàn quỷ hết đến ngày long qua, khỉ về gà gáy oa oa, khắp nơi lại giấy can qua kinh trời, quỷ ma đến lúc đi đời, phụ nguyên trời đã định ngôi sẵn sàng, chó mừng tân chủ rõ ràng, bốn phương tấp nập lên đàn hồi hương. Long hoa muôn thuở biên cương, việc thường con cháu tiên rồng vẽ vang. Này nó chạy tới đâu mình đọc tới đó. Sĩ điền tịnh tiếu nhân lấn lướt, thời vẫn hèn nhược đục thắng can, cầu cho bốn biển bình an, chúc câu lai thế sớm làng vĩnh niên, xứng danh hiệu nửa tiên nửa tục, đứng trung thần gạn đục tầm trong, dình câu thủ cụ gia phong, gom nhành lá rụng vung trồng giống xưa, tớ lòng nhiều đoạn đẩy đưa, mong ơn Phật Thánh phước thừa cho dân, chúng lấy thuyết vô thần bài bác, quyết một ngày thông đạt địa thiên, chúng sanh nghe thuở lời truyền, cùng nhau thảo thuận danh hiền mới thơm,
dốc chờ ngày sen đơm nhị chỗ khỏi bồn lầy tông tổ hiển vang bá nha hiệp mặt tao đàn tử kỳ trỗi dòng khải hoàng bổn phương lòng chảnh cảm quê hương nghèo nghẹt các nước ngoài bán mắt hàng lên ơn cha nghĩa mẹ phải đền một ngày hiệp mặt lập nền từ bi những mơ ước hồi quy thượng cổ thì hết câu ái ố dèm pha phương nam rạng ngọc chói lòa lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung dành cho kẻ lòng trung chánh trực quân cùng thần náo nức vui tươi liên hoa đua nở nụ cười rước tôi lương đóng chào người chơn tu thế gian thoát chốn ngục tù thần tiên hiệp mặt thì cù quả long mắt nhìn thấy thần thông biến hóa Đức Di Đà hiện trói hào quang Việt Nam là giống hồng bang không còn hung bạo lăng loàn như nay dòm khắp chốn rồng bay chơi giỡn dân hai lòng hết bỡn khùng liên thiên cơ biến ảo diệu quyền hiệp chung tam cõi dưới miền trần ai bút nghiêng hạ viết bài an lạc dẫu cho người dốt nát cũng nghe kìa kìa con cuốc gọi hè chẳng lo gieo giống đậu mè bắp khoai thi tả cảnh bồng lai tại thế mãi chần chờ e trễ kỳ thi muôn năm trời định khắc kỳ ngạc ông thất thủ hạ bì khó toan ta điên thuở tam hoàng thượng cổ khùng thế thời khùng lộ ngoài da ghét dòng con nịnh độc xà khinh khi trung nghĩa hải hà lòng nhân đường gai gốc thiên sơn vạn hải dẹp cho rồi tướng bái đàn đăng tử nha như thể cát đăng tùng quân giữa bóng vui bằng hưng châu các nơi tiên trưởng đâu đâu lư bồng hội hiệp đồng chầu thánh vương chủ kia bạo ác phải nhường võ vương hữu phước đường đường trị dân thì rõ việc phong thần trở lại thuyền động pha lèo lãi cánh trương con lành mau lại phật đường cùng thầy cộng hưởng một vườn từ bi chớ nóng nảy sân chi hư việc phải đợi thời vua kiệt hồi quy chữ phân những đứa vô nghì mới là khỏa lấp vết tì ngọc son khuyên án giữ cho tròn đời đạo đừng cho lòi cài cáo lung lăng yêu tinh trực nút đường tăng mai nhờ đại thánh mai nhờ đại thánh phi đằng cứu nguy lối âm tự đường đi chưa đến nên giữa chừng kẻ mến người kính thôi thôi ta để mặc tình dầu ai chê nhạo phận mình toan thương người ẩn nhẫn chờ mong con thuyền xa bến vời trong tuyệt vời thuyền đi muôn dặm trùng khơi để mùa trăng sáng xuân thời thập niên tinh xuân cánh nhạn ngoại biên gửi người năm cũ chim hiền quê hương vần vương in bóng bên đường long hoa mở hội trong vườn Nam Châu xanh xanh non nước một màu chuột vang tiếng gọi mừng trâu nhập bầy cọp kia mới thật là hay rừng thiên ngự trị ấy ngày viên an trời xuân mở cánh mai vàng núi sông sông núi gian sang một nhà trải bao năm tháng phôi pha ngày nay liên hợp Trung Hoa lập hưng trắng xanh xanh trắng tưng bừng ác tinh rơi rụng ngập rừng xích lê thưa người chọn nghĩa trọn thề
Duyên xưa nói lại tình quê kết tình. Thương ai giữ vẹn gương trinh, gian lao nào quản điêu linh chẳng màng. Chờ xem vũ nhạc xoan sang, mai tàn sen nở, chim ca hót rền. Gà sang cất tiếng đêm hè, phong ba bão táp tới liền một khi. Cờ treo nắm vững tung hoành, gươm thiên đâm thẳng vào tim quân thù. Mọi nơi rộn rã tiếng cười, anh em đoàn kết mọi nhà vui tươi. Gà sang cất tiếng thanh tao, nhân dân chiến thắng từ cao tới bằng. Phen này quỷ đỏ chạy dông, Thăng Long hớn hở, dân quân trang hòa. Từ đây thống nhất sơn hà, con dân đất Việt muôn đời vang ca. Thời đà sắp đến nơi rồi, nội tình đen tối từ trong ra ngoài. Không sao ngăn nổi phong ba, Thăng Long đỏ rực quân binh kéo vào. Hai tên phản quốc mang đồng, nhân dân xử tội hết lòi dòng nô. Từ đây đất nước thanh bình, con dân đất Việt trở về quê hương. Phen này lục quốc phân tranh, trò làm trò chịu thầy thì chạy dòng. 50 năm chẳng có là gì, nhân dân đói khổ lầm than khắp miệng. Trời cao thấu rõ tâm can, xà lan dạ thú đổ bầy chạy đâu. Anh em huynh đệ chớ thời đánh nhau, làm sao nước mạnh dân giàu, muôn dân hạnh phúc mới là tài cao. Bầu trời hết án mây đen, bình minh tỏ rạng khắp miền nước non. Thử nghiệm sấm thiên ngày trước, mới phân rành lúc được lúc thua. Chừng nào tên ngốc làm vua, thế gian cạo trọc thầy chùa có râu. Thời mạc giận biết đâu mà kể, quỷ long hành chẳng kể thần tiên. Chờ khi đá nổi lông chìm, chim hiền vỗ cánh lại tìm về xuôi. Chó nhà sẽ vẫy đuôi đón chủ, trà hoa xưa danh cũ giữ nguyên. Phật bà chứng giám thiện duyên, hào quang chiếu rạng cửa thuyền sáng soi. Trà hoa đạo phùng thời ứng dụng, thiên tâm nhân nhất tụng nam mô. Còn đâu chủ thuyết tam vô, ba thu nói tiếp sóng to bủa tràn. Đáo bồ đề giặc tan ai rõ, pháp nạn mùa chịu khó chịu tai. Cơ trời có trả có dây, thiên cơ đã định khó thai khó lường. Thời cơ tới nhiễu nhương khắp nước, gán tu thân mới được chứng tri. Còn đâu những đứa vô nghị, còn đâu những kẻ khinh khi Phật trời. Nay ta dán lời cơ dạy kỹ, các con dù trời Mỹ trời Âu, trời Đông pháp Phật nhiệm màu. Quy về một cõi hẹn câu tao phùng, vua hiền với tôi chung hợp nhất, tạo cơ đồ chung lực quốc gia. Trà hoa là đạo của ta, hoằng khai chánh pháp Phật bà thưởng ban. Cùng các đạo thế gian thờ kính, Phật Chúa Trời tột đỉnh hào quang. Ba ngôi có Chúa rõ ràng, mười phương hữu Phật vẻ vang tương hòa. Thuyền bát nhã Phật bà ngự trước, Phật Thánh Tiên lần lượt giáng lâm. Độ cho những kẻ thiện tâm, nhân lành gieo khắp nghìn năm cũ đời. Nay ta tạm bế cơ chờ đến, thời cơ sau đón lệnh pháp truyền. Trà hoa giữ lấy tâm nguyện, giúp đời hành đạo hữu duyên hữu phận. Hết pin nữa chưa mà còn nhiều lắm. Hay quá hay. Cái này lâu lâu mình ra mình ngồi đọc thơ, khi đọc thơ cũng độ được người á. Đúng. Cái lọ kia kìa, con cầm sai rồi. Samsung mà sư phụ. Rồi, iPhone mà.
vô xăng chút rồi đọc tiếp ha. Mê đọc tiếp. Đọc thơ cũng vui phải không anh? Vô cái clip. Có một cái hình sau lưng nó quá đẹp. Cái ăn hỏi lấy sức đọc tiếp ha quý vị. Cái lời của Phật mình mới cần phải nhắc nhở cho họ biết. Họ không tin sư phụ, nhưng mà họ phải tin mấy cái bài thơ này của mấy chư vị. Mấy chư vị nói ngay cái thời điểm này không á. Tất cả nhiều khi họ đọc thơ mà họ không có hiểu nữa đó chứ. Không hiểu đâu có gì khó đâu mà không hiểu. Mà bác ba đọc thơ rồi ba dịch lại hay. Tam thu niên đại hoàng niên, á âu thế giới đảo điên sóng gầm. Đó, hiện giờ là vậy đó. Nó đâu có gì đâu phải dịch. Á âu đảo điên sóng gầm mà. Nhất thu vào ất 4 năm, tam phân xứ xứ trục tam quy hàng. Trục với đồng minh á. Trục đó là cộng sản phải không? Trục tam quy hàng là Putin với đó. Chứ còn cái này đọc là mà dịch này nó nhiều quá, tại tôi muốn cho xong cái clip cho nó vô thơ hết phải không? Còn cái này một bài thôi con nói con dịch ra cả tiếng đồng hồ á, mất thì giờ. Tam phân xứ xứ trục tam quy hàng, cọp nhìn chồm cáo vênh vang. Tớ thầy ba chú dọc ngang mấy thời, biển đông dậy sóng nơi nơi. Khởi cơn biến loạn thời cơ tỏ tường, ta ương đến với tai ương. Phật ơn cứu độ mười phương khổ trầm, nhị thu vào ất 7 năm. Chim hiền mỗi cánh trùng thân lạc loài, khỉ rừng đào đá trong tay. Tá khoai một kiếp một loài tinh ma, ba thu dù có bao xa. Phật ban tiếng ngọc lời ca vô thường, ba thu dù có nhiễu nhương. Ngôi cao chúa cả phước dường quang lâm, tam thu vào ất 05, 05 hợp với 45 con gà. Chu kỳ khởi điểm không xa, ba thu hạng đáo như ta đã truyền. Thu này khất khỉ ngã nghiêng, khí yên sông nước phù yên cõi bờ. Mùa xuân ta có câu thơ, chúc an tín hữu đôi lời ta khuyên. Trà hoa tín hữu cường kiên, giúp đời hành thiện trọn nguyện thương nhau. Ngắm rồng bay lượn khắp trên mây, ngang dọc thấp cao giữa chốn này. Sớm tối sẽ mưa qua đất Bắc, mai chiều cởi gió đến trời Tây. Ngựa dơi lồng lộn chiều siêu đổ, đuôi rắn thập thò nắm tuột tay. Ai biết đàn ông khi vỡ tổ, tranh nhau hút mật xé tan bầy. Giờ là xé muốn nát cái bầy luôn. Một câu nhí nhí của mấy vị thôi là ở ngoài kia là thôi biết bao nhiêu mấy ông này ông kia bị rút củi đốt lọ. Một câu thôi đâu cần hai câu. Dương gian nhẹ bóng trăng tà, hạ trần đái ngộ trà hoa đạo hiền. Trời xuôi nặng mối cơ duyên, cảm lòng thành tín lời nguyền bấy lâu.
từ nay nói lại nhịp cầu, quyền cơ giáng bút buổi đầu ứng ban, hiển linh hóa thánh nhập đàn, giáo truyền chánh pháp cư an muôn nhà, quy y dưới bệ Phật Bà, trời Nam chi ngộ trà hoa gọi là. Đường xa muôn dặm bôn ba, Phật ban đạo thánh dạy ta độ đời, nay ta hiển ứng mấy lời. Bàn cờ thế cuộc mấy thời đổi thay, cờ ai xanh trắng tung bay, chi đầu can nhất từ nay khai màu. Chuột kia chui rút hang sâu, châu già ngậm cỏ bể dâu tỏ tường, ngày xuân in bóng tà dương, cọp ta bốn hướng tám phương tung hoành, trời Nam một dãy màu xanh, trời Nam trung hạn quy hành thập niên. Nhớ chăng nghiệp quả cơ duyên, nhớ chăng tín hữu chiêm hiền trà hoa, sông hoa mập khóc, sông hoa mọc khắp mới là. Hoa đầu hoa cuối giao hòa đông tây, ngũ âm chọi khúc đàn hay, nghe ra mới biết ấy là Nam Xuân, bài ca gian dội âm cung, quỷ ma tan biến tứ tùng là đây. Chim hiền lướt gió tung mây, trời cao chắp cánh bỏ ngày gian lao. Chơi diều gặp lúc thả diều bay, ngang dọc thách cao giữa cõi này, nhào lộn thỏa lòng trên đất bắc, dễ dùng phỉ sức tận trời mây. Lững lờ ghé mắt nhìn sông núi, vi vút nghiêng mình cởi gió mây, bao kẻ đợi chờ khi hết cuộc, ta nguyền trung nghĩa dạ nào sai. Rừng chiêu sương phủ bạc màu cây, đứng ngăn chim ngàn lũ lượt bay, múa luyện thỏa tình qua cõi bắc, dễ dùng phỉ trí đến trời tây. Dọc ngang lui tới chờ băng gió, lên xuống thấp cao đợi rẽ mây, lớp lớp dập dìu tìm tổ ấm, cùng nhau vui hưởng cảnh xâm vầy. Đây nó là dễ dùng phỉ trí đến trời tây, còn là ở đây nè là những HO đi hải ngoại là dễ dùng đi qua trời tây Mỹ. Đông Hải Sơn Trung nhập hải quan, trời đông hải khơi màu cuộc chiến, đất Trung Sơn tính chuyện thật hư, kìa xem mấy chú kình ngư, nãy thuyền thiên quốc chuyển từ thế công, mới khi xưa cũng thuyền mát đốc, phía cờ hoa đến chọc giặc ma, bao năm nát cửa tan nhà, trời Nam khói lửa can qua chiến trường, ngày nay vẫn theo đồi gương trước, thuyền Trung Sơn nay thuộc biển Đông, thương tha cho lũ mang đồng, tính khôn tính dại khó mong thoát nạn. Tự do hai tiếng tự do, mà sao nghe thấy thêm lo quá chừng, từ khi mắt mở năm dần, tự do đã biến theo thần tự do. Thần tự do sẽ lo tất cả, hỡi hiền đồ có phấn khởi trăng, thôi đừng ngại lắm khó khăn, mà quên việc nước mà quăng việc thù. Con ơi sắp sửa trùng phùng, cọp ti hung dữ cũng đừng hoán than, rồi đây khỉ đến vạn ngàn, niềm vui hạnh phúc dân tràn quê hương. Còn đâu kẻ bán tình thương, còn đâu cái bọn lừa vô lương tâm này. Con ơi sắp sửa xâm vầy, con ơi nghe thấy lời thầy khuyên răng. Nắng hè đỏ cả đồng thao,
khiến đòn vô mục ẩn vào gốc lê, xung quanh cành lá xum xuê. Thế mà thiếu nước thảm thê đoàn người, muốn qua đến bến bờ kia, phải qua sông gạch đầm đìa ruồi trâu. Muốn qua tránh khỏi thảm sầu, thì nên theo dấu cọp beo về nhà. Ngồi thiền, tưởng cầm quay quay đi, chứ quay ngay cái mà hai cẩm này quay vài vòng. Mà đứng gần gần á, nó mới có đu thúc cho tiếng động. Ba năm đáo hạn chu kỳ, nhìn xem phong vũ, ngẫm suy chuyện đời. Thu này bão nổi nơi nơi, nguyệt hoàng nhật ám, thời cơ chuyển thành. Đông nam lục quốc bao quanh, khiến chú thất khỉ gian manh khó nàng. Búa liềm sẽ bước sang trang, nghiệp nhân dây trả năm tàn niên tai. Cờ hoa thượng thế khứ lai, vướng trong quỷ đạo thảm thai chú tròn. Vũ lê ngồi đứng bôn chôn, thập cầu chủ quốc trung môn họp bè. Nát vờ cố giữ bờ tre, nát vờ cố giữ bờ tre, che già ất quỷ thủ gia chấp quyền. Đông tây nắm lấy cơ duyên, đưa chủ xã hội quy miền âm cung. Pháp nạn rồi sẽ cáo chung, hào quang lại sáng khắp cùng gần xa. Các con tín hữu trà hoa, tu thân độ chúng trừ ma cứu người. Xuân về hoa nở thêm tươi, nhớ câu tâm niệm người người an vui. Chớ nôn nóng, chớ buông xuôi, chờ xem thế cuộc dần trôi thuận lòng. Ngày nay chịu chút long đong, ngày mai thỏa chí tan bồng chim bay. Thời cơ nói tiếp đâu sai, biến thời ta sẽ định thời giáng lâm. Đến này dịch luôn nè nghe. Mai đây đến chảy hội Long Hoa. Hôm qua là mình nói hội anh Tài, sáu triệu chim hiền vậy đó. Mai đây chảy hội Long Hoa, độ dân giúp nước, mọi nhà yên vui. Mai đây hết ngược hết xuôi, có nghĩa là mình ở hải ngoại đi về Việt Nam tự do đó, hết ngược hết xuôi, thuận buồm yên gió, đò tôi kính người. Mai đây đón lại xuân vui, các thuyền biển xứ nổi trôi tìm về. Nghĩa là sáu chị em mười là cứ máy bay cứ tấp nập vô đáp xuống Tân Sơn Nhất. Thì câu này nè, các thuyền biển xứ nổi trôi tìm về. Mình nhớ mấy bài thơ này là cả năm 70 năm nha quý vị. Ừ. Thời đó, đó đâu có Việt Nam Airlines hay là Vietjet đồ gì đâu đúng không? Thì mấy vị dùng thuyền thôi, các thuyền biển xứ nổi trôi tìm về. Mai đây rủ sạch u mê, hết kỳ pháp nạn gia thê trùng hùng. Nghĩa là hiện giờ á, Phật tử gù gù gật là còn u mê, dân chúng còn bị nhồi sọ là u mê. Sau này tỉnh hết. Nội một cái vụ ca sĩ nè, gây quỷ không có đúng nè, từ Vi Nhung mà lên tới Võ Hoàng Yên đồ á, thầy Nhật Từ đó là u mê á. Sau này mấy cái đó là bài học. Mai đây rủ sạch là làm sạch sẽ, u mê. Hết kỳ pháp nạn, hiện giờ là pháp nạn đúng không? Ừ. Phật tử xuyên tạc cha mẹ, không tin cha mẹ. Hết kỳ pháp nạn gia thê trùng phùng, giữ cho hiếu đạo thủy chung, giảm thù tiếp bạn. Chăm lòng nở hoa, có nghĩa là mình không còn độc tài nữa thì mình có nhiều đồng minh thế giới tự do.
là mình không có kẻ thù nhiều, bạn nhiều. Giảm thù tiếp bạn trăm lòng nở hoa, tòa sen tỏa ánh Phật bà. Tức là lúc đó đạo thiên tâm là dùng cái đạo Phật sẽ làm cái pháp nạn trở thành lên là cái thịnh, thịnh trở lại. Tòa sen tỏa ánh Phật bà, có ta dưới bờ chiếu xa độ trì. Chim hiền tỏa cánh bay đi, chim hiền là sáu triệu hải ngoại chim hiền, họp đoàn tìm ảnh từ bi quay quần. Nghe là về Việt Nam là ai cũng là người hiền hết. Nhân tài xuất hiện khắp cùng, đó là kỹ sư, bác sĩ, chất xám, IP đủ hết. Nhân tài xuất hiện khắp cùng, minh quân tỏ ràng vui chung nước nhà. Lúc đó nước Việt sẽ có một minh quân tỏ ràng vui chung nước nhà, đó là vui chung phải không? Thiên cơ khó lậu quá xa, vững tâm tin tưởng lời ta phán truyền. Đó là lời Đức Thầy. Cái này của ngài Phan Đình Phùng, cái này mới vui. Ổng thì hồi lúc ổng sống người ta biết ổng nhà làm thơ đúng không? Phan Đình Phùng. Cái này thì biết xua là của ổng. Mai vàng rộ nở trời xuân, câu thơ chung rượu được phần chung vui. Trên bàn cờ tới lui xe ngựa, vịnh cung đàn họ sự sàn xê. Rượu vơi đầy mới tỉnh tỉnh mê. Thi liếu láo, biết ai ai biết, rượu một bầu thi một điệu. Mượn rượu này đánh liệu cuộc cờ chơi, còn non, còn nước, còn trời, còn trăng, còn gió, còn người hôm nay. Nghe là khi mà những cái nhà thơ, những cái người mà giỏi chữ nghĩa đó, khi họ mất rồi á, họ cũng là hồn thiên sông núi, thì họ cũng về cho phụ mấy cái bài thơ này. Vậy cơ, cho nên phụ có cuốn sách vậy, còn nhiều lắm mà không có đọc gì hết. Cái này là thù biết là có ngày Phan Đình Phùng. Bữa ngày cũng có về núi mình đó. Hello mấy anh Hùng. Xin sư phụ phải về lắm. Ok, okay. Này của một vị năm 1929, lúc đó Ngô Tuấn Kiệt này chưa có ra đời. Em xe từ đàn ông tới đàn bà tóc vàng không vậy ta? Lai à, lai Mỹ à, hay là đi nhuộm chai thuốc nhuộm có nhiêu năm đồng hả? Khoảng chừng cũng thành Mỹ được ha. Nhưng mà cái da làm sao nhuộm thành trắng được? Nếu nhuộm tóc vàng giống Mỹ đi, nhưng mà cái da khó nhuộm. Tẩy được, đâu có tẩy về Việt Nam có tẩy. Nhiều người nó cho phụ thích vậy nè. Búi tiêu vậy, bạc bạc vậy đó. Nên nó già chơi vậy. Thầy biết thiên cơ nhiều quá. Mà chờ hoài không thấy gì mau già lắm. Thà không biết vô tư quá. Không có lo nhiều. Đố ai biết được thánh phàm, biết người cứu thế mới hay anh tài. Hoàng bào áo vải che thân, nửa tăng nửa tục nói năng lạ kỳ. Chỗ này á, hồi nãy cái bài thơ của Ấn Mẫu Đức Hạnh 1938 ở chùa Ngọc Sơn Hà Nội đó, Mẫu có nói là thầy tăng mở nước vậy mà mới hay. Thầy tăng mà sao mà mở nước? Tu phải không? Mà cái người này ở trong lòng là tăng, mà ở ngoài á là khác. Cho nên có cái bài thơ mấy vị cũng trùng hợp á. Thầy tăng mở nước vậy mà mới hay á. Tức là lo về quốc gia đó. Mấy vị có nói mà thầy tăng mở nước vậy mà mới hay. Thì đây là hoàng bào ở giải cho thăng, nửa tăng nửa tục nói năng lạ kỳ. Ngu ngơ giả dạ giả thật, nửa mê nửa tỉnh
nửa răng dạy người. Nói năng làm việc dị kỳ, cực đùa đủ hạng, quất râu của rồng. Ở trong mạng thù, mấy ông rồng bằng cây thôi, mình vô đi ngang ổng phủi bụi vuốt chút. Nhớ không nhớ trong mạng hả? Này này nói gì? Âm thầm chuyển pháp các vua. Câu này á, nếu mà người phải hiểu á, là khi mà mình nói thiên cơ, nãy mình đọc vậy á, làm cho người ta dễ có một định hướng là tính. Cái trí tuệ của con người học có giỏi cỡ nào nữa cũng không bằng ở trên trời tính sẵn rồi. Mà huống chi trên đời này có ai dám cãi lời ông trời không? Những cái gì trời định một cái là thôi, như đinh đóng cột, nó vậy là vậy. Cho nên sư phụ lộ cơ là để mà định hướng vậy đó, cho họ. Tao đưa ra đó, đáp số rồi đó. Là không cần mới ngồi tính làm toán đố mà đưa đáp số luôn á, đưa 6 con số chúng luôn á, đặt đi, đặt thiên tâm là hành Phật liền, là về trời liền, đúng luôn á, chánh đạo. Vậy mà nhiều người cũng không thèm đặt nữa. 6 con số mà. Cất đùa đủ hạng, vuốt râu của rồng. Âm thầm chuyển pháp các vua, hòa bình khai mở, muôn dân an lành. Pháp thiên cơ chuyển xây dần. Pháp thiên cơ nghĩa là từ 2018 á, phù được lộ thiên cơ á, thì mấy vị cho lộ á. Với mấy cái bài thơ này xưa giờ đâu có ai đọc đâu. Thì phù là người nằm một cầm một cái binh thư một đống này nè, thì mình mới đọc. Thì từ hôm nay mới xây dần tới ngày hôm nay là như 4-5 năm đúng không? Là nó xoay chuyển nhiều lắm á. Nó ra được cái đạo, nó ra được một cái nước Việt Nam hôm nay bỏ Tàu theo Mỹ. Hiện giờ Việt Nam mình đang bỏ Tàu theo Mỹ. Thì cũng nhờ mấy cái bài thơ nãy giờ mình đọc á. Đó là ở đây có nói là pháp thiên cơ chuyển xây vần, nông thương công mãi đủ đường ấm no. Đến khi nó làm những cái mấy người hiện giờ đang biểu tình ngoài kia quốc hội á, là để kiếm ngoại giao, kiếm business về bển đúng không? Thì là câu đó. Nông thương công mãi đủ đường ấm no. Đến khi kết cuộc rõ ràng, giật mình mới biết mình quen lâu rồi. À mà thì kết cuộc rõ ràng, giật mình mới biết mình quen lâu rồi. Quen chưa? Quen không? Ai cũng đè mình đúng không? Chụp hình 5-6 năm. Dạng hình ai cũng biết tên, cho rằng điên loạn nói lời thị phi, cho nên mới rẻ mới khinh, nhờ đó mà sống đến ngày hôm nay. Đến khi muốn biết là ai, vì sao ẩn hiện không ra độ đời, thương cho sanh chúng u mê. Không biết á, mấy cô thư ký hồi trước khi Hồ mua nó này, Hồ biết Hồ Thiên Tử. Tại có mấy ông rộng đó ngày nào cũng nói chuyện với mấy ổng. Mấy ổng bay vòng vòng mà ngồi thiện sư phụ. Không tin là không tin, cứ nghĩ là sư phụ thích collection gỗ rồi vậy đó. Không phải. Mà đến lúc mà nhà ba bị bệnh hay da giờ có bệnh á, ô anh Kiệt khấn khấn giùm, khấn cái là hết bệnh. Không, đụng tới mình á, mình xin điều là được hết. Vậy mà mình nói là nhất định không ai tin. Cho nên là mình mới buồn phải không? Từ trước khi có cái núi này luôn chùa biết. Ở dưới chùa thì cũng có nói cho họ biết mà họ cũng không tin. Ngộ lắm. Không phải dễ mà, tại vì ngày nào cũng gặp mặt rồi đấy mà cái mình nói. Mình nói là tôi không phải là Kiệt Ngô, tôi vậy vậy vậy. Không ai nghe mình. Bạn cũ, anh em hay là mấy thằng làm chung bạn mấy chục năm cũng vậy, lì lắm. Khi mà đã biết rồi khó tin. Nên mới nói là ẩn ẩn hiện hiện. Vì sao ẩn hiện không ra độ đời, thương cho sanh chúng u mê. Hiện ra chỉ có phụ người mà thôi. Đúng là phụ người. Gần lúc mở cái núi này gần 5 năm trời, không ai hiểu. Đến lúc mà gần tới mùa Covid mà nó bộc phát lên á, thấy chúng sanh sắp bị chết như là củi á,
lúc đầu mới buồn buồn, mới vô ngồi vu vơ có một chút xíu, mười mấy phút. Lúc đó là bắt đầu ra nói chút chút, ngồi ấy cái clip mà số 1, số 2 á. Từ đó tới ngày hôm nay, lúc đầu mới ra nói luôn. Chứ thôi, trước đó có chục năm đâu có nói được. Mà mình nói không được á, ai cũng coi thường mình. Nó giống như phụ có tiền rồi sao bây giờ bị ngồi thiền tẩu quả nhập ma gì. Nó không có, tao thiệt mà, tao là nhà kỹ sư khoa học đâu có bị gì đâu. Tao là thiệt. Mà mình nói cái gì cũng trúng luôn á nghe. Mình nói chặt rồi thôi, đâu còn mặt ngồi đây đâu. Vậy mà tao cũng không nghe. Thương cho sanh chúng u mê, hiện ra chỉ có phụ người mà thôi. Đường tu sanh chúng lu mờ, mê mà chấp pháp, kẹt đời làm sao. Cho nên ẩn ẩn mờ mờ, khuyên cho sanh chúng tịnh tu mau thành. Của một vị thánh viết năm 1929. Tức là mấy vị đã nhìn thấu cả cuộc đời của hộ là hàng trăm năm, hàng nghìn năm. Thì mấy vị đã nói trước. Cũng như ông Đức Thầy nãy viết cái bài Xuân Hạ Tác Cuồng Thư á, là cái bài đó năm 41, cái phụ sanh năm 65, tức là nhiêu năm, 20 mấy năm sau mới Đức Thầy đã cho cái tên sẵn vậy rồi. Lóc cóc lóc cóc, nghe thằng nói dốc. Cái này của Đức Thầy nghe. Lóc cóc nghe thằng nói dốc là mình biết ai nói dốc rồi phải không? Không có cần nói. Mang thân đi học rồi lại đi tù. Bữa ông bố già ông giải thích rồi đó bài này. Nghe là học ra sĩ quan Đà Lạt rồi lại đi tù. Rồi sao lại đi tù? Là trong tù ăn khổ quá rồi đi tù quá như tù. Sao lại đi tu ăn chay ròng rã từ năm con mã đến năm con mùi, vợ chạy ngược xuôi mang ra đồ mặn, thế thì đã thắng. Nó đói mình lo, nó lo mình sướng, sự đời khó tưởng, tù sướng hợi cay. Hỏi ai thắng ai rồi cười vỡ bụng, ai than nghèo túng, ai xin tiền tù, ai khôn ai ngu giờ đây đã rõ. Màu vàng màu đỏ ai nỡ bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Cái bài này năm 1978, cách đây ngay cái ngày lễ đây nè, mấy vị cũng nhắc lại. Ta sẽ hẹn các ngươi khi nào cờ vàng ba sọc đỏ treo khắp nước. Cho nên sư phụ dám 1,000,000%, ai muốn cá thì cá, cờ vàng ba sọc đỏ sẽ treo lại khắp nước. Mà theo hiện giờ thì họ nghĩ là ở trong nước, những nhà lãnh đạo của Việt Nam bây giờ họ cũng hiểu. Chỉ có lá cờ này là họ đã nói rồi, nó đã có credit, nó đã build cái credit sẵn rồi. Đến khi mà Liên Hiệp Quốc hay là IMF hay là World Bank mà chấp nhận cái lá cờ này trở về nước Việt á, hay là mình mượn tiền lẹ lắm, nó có full proposal, cái resume của nó rồi, một cái uy tín của nó rồi. Và đồng thời á, nếu mà nói về một cái lịch sử, nó chỉ tạm vắng mặt có 50 năm thôi, nó đâu phải là lạ gì nữa đâu. Thì nước Việt hôm nay là thành phố buồn phải không? Chúc mình cao bản thành phố buồn. Thành phố buồn nhớ không em? Bây giờ Việt Cộng á, nó đổi là thành phố nào? Vô lý. Nhà sáng tác của ta rõ ràng hồi xưa có bản thành phố buồn, thành phố buồn. Còn hồi bữa Tấn Ngọc ca là khác nha. Tôi thấy cái bài karaoke mới đây để là thành phố nào. Ủa, thấy cái tựa là thành phố buồn mà ca ra là thành phố nào. Nó đổi một chữ một thôi là khác biết bao nhiêu rồi.
ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Cho nên giờ ai mà muốn làm giàu á, cứ mai cây vàng ba sọc đỏ chôn đầy ở trong nhà gốc cây đi. Sẽ có một ngày á, 1, 2, 3 đem ra treo một cái là bán cho hàng xóm. Ok, lúc đó 10 triệu một cái cờ, có miếng vải vàng thôi, nó cũng, ta cũng mua nữa. Ta mừng quá, ta mua. Ba sọc ngang hàng lại treo găm nước. Vàng được đỏ thua, vàng vừa lên giá từ 5 con mã sụp 5 con mùi. Ra hàng gấp gấp miền Nam núi sập rắn nở rồng bay hết thời tuổi bay. Mà sao không biết cái câu mà miền Nam núi sập rắn nở rồng bay á, là lúc đó cái đạo Thiên Tâm về là mấy ông rồng của mình á, mà ông ra xuất hiện. Có hồi xưa này xin lỗi Thích Long Bình, hồi xưa Thích Long Bình Long cũng không có xuất hiện trên mây cho mình, cũng là sau này thù sinh cha cho để mà độ. Tại vì trong sấm cơ Đức Thầy có nói ai có phước mới thấy rồng phụng trên mây ở cái thời này, đúng không? Nhưng cỡ cái tuổi này á, mà từ ba của Cao Đồ, ông nội Cao Đồ cũng chờ cái ngày này, đúng không? Chờ đâu có nổi, đứt bóng hết. Bây giờ tới đời ổng, ổng hôm nay nhiêu 80 phải không? Coi như ổng là hên nhất. Ổng hên nhất, ổng còn ngồi đây thì ổng thấy được rồng phụng trên mây, ổng sẽ gặp được Hội Long Hoa. Ở trên nước Việt mình, ai mà hiểu về tiên tri á, ai mà hiểu về sấm cơ á, đều phải mong ước có cái ngày đó. Tại cái ngày đó đó là đã được sàng lọc, người tốt mới còn ở lại tới ngày đó. Thì bây giờ mấy vị có thấy không, mình qua mùa Covid mình còn ngồi đây, trong đó người thân của mình với bao nhiêu người mình biết ở Mỹ hay Việt Nam hay nhà thương ở đây nó chết như củi. Mà năm 2020-19 mình thấy không, cái chết nó rất là phù du. Mà ở trong nhà không á, nguyên một năm trời, chứ phụ ứng một năm trời á, ra cái thành tóc bạc luôn. Chứ là nhìn cái hình mặt cũ ấy nó còn bơ sữa, không bây giờ á mặt này là chỉ có nằm trong nhà nó mau già, với lại mình là thấy là cái chết rất là mong manh với chúng ta. Rồi thương chúng sanh mới lên mạng, mới đi nói mấy cái chuyện gọi là nhiều người không có biết. Từ đó mình mới nói ra cái đạo Thiên Tâm. Chứ hồi năm 2017 phụ in một mớ kinh cũ, phụ đưa cho người ta đọc cũng nói chả ai đọc á. À, đem về chùa kêu người ta nói là kinh này được Phật Bà Ông Âm, được mẹ, được mấy chư Phật ấn định, là mấy anh chị đọc đi. Cười dục bên mấy bà Phật tử mình á, đưa hết. Sư phụ đi mấy cái chùa ở đây nè, kêu người ta đọc, tại mình đang tận thế nè. Mấy bà cười, mày điên nữa mà ngã mạng dữ, tu kiểu nào giờ, muốn làm gì, muốn phá đạo hả? Thay đổi kinh hả, in kinh đồ của Thiên Long Sơn nữa. Trời ơi, nó chửi mình nát luôn. Chúng sanh nó vô mình. Mà thời đó mấy vị kêu đọc cái kinh này sẽ được cứu. Còn kinh trong chùa nó cũng giống như mình, nhưng mà thiếu một cái bộ phận quan trọng là khi mà đầu vô kinh á, là mình có cha có mẹ, mình lại cha lại mẹ, rồi sau đó mình cũng lại chư Phật. Nó chỉ thêm có nhiêu đó thôi. Rồi họ không có biết kinh Địa Mẫu, thì mẹ kêu lấy kinh Địa Mẫu ngắt ra một khúc mà quan trọng là hiện giờ mình đang có. Còn kinh Địa Mẫu Việt Nam họ cũng đang đọc, nhưng mà họ đọc dài lắm, là vì họ thêm mắm thêm muối người đời vô. Mẹ nói những cái lời của mẹ chỉ trúng có 20-30% của bên Việt Nam thôi, còn cái này của mình là của mẹ hết. Còn kinh Địa Mẫu mà của Việt Nam con đọc thử đi, họ dài á, nhiều họ cứ phạt với thưởng trong đó. Cho nên thành ra đó là do bên mấy ông thầy, mấy ông bỏ vô đó để mà bôi bác, con hiểu không? Làm hư. Tức nghĩa là họ muốn phá bên, họ không muốn cho Phật tử cứ nghĩ ồ mẹ là phạt mẹ thử. Không có, mẹ hiền, mẹ là Phật mà. Mẹ là mẹ của tất cả các Phật. Mà mấy ông thầy, mấy ông làm gì? Sửa kinh rồi bỏ vô,
hành tiêu tỏi. Sư phụ có nghe cái clip mà của ông thầy Nhất Thúc Thái Minh á, ổng nói xấu, ổng nói thậm tệ luôn á, ổng nói về kinh địa mẫu, mấy ông đó nghiệp nặng luôn á. Rồi bắt đầu sao làm cho Phật tử mà đọc kinh địa mẫu rồi quải lắm. Ồ bài dữ quá. Ý gì vậy hồi vậy? Nghe là ai vô minh? Ông thầy không vô minh thì mình không nói, mà Phật tử cũng vô minh á. Đã biết Phật mẫu ra là Phật mẹ của tất cả các Phật thì làm gì mà vậy mà cũng tỉnh theo. Bây giờ nói vậy, còn nói bây giờ sư phụ là con của cha mẹ, mấy con biết sư phụ có 7 dòng hậu ăn, mấy ông thầy có 1 dòng. Sư phụ là từ bi như vậy, sư phụ đã từng đó là Phật rồi. Phật nhỏ chứ không phải Phật bự nha. Không, Phật cũng là một Bồ Tát hay của là trên trời. Sư phụ mới đi từ thành tinh này thành tinh nọ, sư phụ mới được cha sai nhiệm vụ quan trọng xuống ấn chứng của Thượng Đế mới lập ra cái đạo. Thì có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là sư phụ phải hiền hơn mấy ông thầy hiện giờ đúng không? Công nhận không? Dạ. Mấy bà công nhận không? À vậy mà mấy bà con chửi thằng kiệt này thằng kiệt kia, thầy tôi dạy đâu có vậy. Con thấy vô mình nằm về chùa đi. Hiện bây giờ mấy ông dưới đó là sói hụn dù coi cốt rồi, con này con kia đầu thai thôi. Sư phụ là ở trên trời xuống vậy mà họ chỉ chấp cái bề ngoài, chúng sanh nó khó dài lắm các bạn. Nếu mà một người mà vô minh, mà cực kỳ mà vô minh nhất đi, cũng thấy là thù chưa từng gây quỷ hay sinh ai đồng nào, thù cho không hết, thù kiếm chuyện để cho, mà bình thường mà cho đó thì mấy con sẽ tự ái đúng không? Phải có chuyện gì đi sư phụ mới cho, mà cũng dám cho mặt trước đông người nào nữa, để mà cho đệ tử mình biết là nó thương mình. Nhưng mà nhiều lúc rồi nó làm thiếu income rồi đi qua đi lại tốn nhắm máy bay đồ á, mà không có không muốn spoil tụi nó, tôi cũng muốn lắm, nhưng mà đâu phải dễ cho tiền đâu, đâu phải có tiền muốn cầm cho ai cho được. Sư phụ chỉ nói một cái thôi, là đứa nào làm gì á, mình có cái phần của thiên tánh này, có cái quỷ, có account lớn, cứ đưa receipt cho ông chính là sẽ cái đưa cái routing number sẽ có người wire transfer trả lại hết, một bao nhiêu cũng phải nói. Chứ còn cái này mình đi đường dài á, mình cần những người có cái idea, có cái sáng kiến, ngừng có cái tâm. Nên nhớ một cái buổi lễ lớn là chỉ cần 10 người mà có tâm thật sự thôi, là cái buổi lễ nó sẽ không có bị error gì hết, nó sẽ hoàn chỉnh. Mà nói thí dụ nha, thí dụ như hồi bữa đó, buổi lễ của mình ở đây, cái mình thay mình trải miếng giấy xanh đó, mình lấy miếng giấy xanh mình trải đây thôi, là một đống người ở đây cũng có thể quỳ lại được rồi, thay vì lại trên đá đúng không? Mà lúc mà sư phụ quỳ ở đây á, bụi ở đây nó cũng không bay nữa, ở ngoài đó đâu cần đâu. Thí dụ như nữa là một người mà có idea thấy thiếu chạy xuống hôm đi vô có 15-20 phút, giỏi lắm nửa tiếng cũng mua, trong khi mình chuẩn bị trước cả mấy ngày đúng không, chút vậy đó. Thì cần có những cái người có đầu óc, có cái tầm nhìn thì mới nhìn thấy được mấy cái đó. Rồi thí dụ với một cái đám đệ tử ngồi đây nè, có 7 rồi nữa, 7 trong chùa là ngày nào cũng đốt nhang, vậy mà thấy cây nhang đó, vậy mà cũng để cho đem ra ngay cái buổi lễ quan trọng. Thế nên tại sao cái hộ buồn là vậy? Có nghĩa là ai cũng điều ấy hết, nhưng mà chỉ cần một chút xíu nhìn sang chút thôi là mình đã phát hiện được rồi. Cứ người này ỷ qua người kia, thật sự là lỗi của hộ. Bữa hộ ngồi đây thấy cả đống người ngồi bó bó, cái hộ cứ nên là ồ mấy người này ngày nào cũng đốt nhang là dĩ nhiên chuyện dễ ợp, hộ đâu cần phải ra ngó làm gì. Là một cái quan trọng. Con tưởng là nó chiếu đẹp sao? Chiếu đẹp hả? Dạ con tưởng vậy, thành ra con cũng làm thinh luôn. Con nghĩ thì đó, nó bị một cái misunderstand. Mà khi cái đứa đệ tử này mua lần thiên viên là đệ tử phụ thương nhất trong đám nữa, cái tâm của nó lớn dữ lắm đó con. Nó mua là lựa mất tiền. Nhỏ này nó kêu phụ là ba không á, tại phụ cứu nó cũng nhiều.
Thật sự là nó không phải như vậy. Tất cả chúng ta mọi người phải đều có một chút ý thức chút. Ví dụ như bữa đó cũng may á, bác Ngư không có bị té, nó không cũng làm chuyện lớn á con. Dạ. Ổng mà té cái là nguyên một đống mấy chư Phật cũng quảng hồn ngó về ổng nữa. Có phải ông bị mất phước không? Chứ không phải là chư phụ cứ hiếp ổng mà cứ căng căng với ổng hoài đâu. Hôm đó công nhận ổng giỏi á. Vậy là quan hô bác Như đi. Chứ ổng cứ giống như có sức mà có gì có lòng mà ổng có sức á. Ổng cứ lùm cơm lùm phượm mà đi vòng vòng mà té rồi làm sao. Thí dụ như ổng đi vòng vòng đó, ổng té ngã lên một cái bàn đi, chỉ cần một cái ly bể hay là một cái gì đổ đó là mình cũng thấy bao nhiêu vị phải chú ý vô cái đó. Mấy vị cũng như mình thôi mà, mấy vị là thần thông không mà Phật mà đầy cái sân này. Một cái chút chút. Bữa đó cũng may là hình như không có đổ gì phải không ta? À, cũng hít á. Các con cũng giỏi á. Mà bữa đó là cũng may có hụ của anh Bắc đây nữa. Nhưng mà giả sử những cái lần sau hụ đâu còn đây. Hụ đi làm công chuyện ở chỗ khác. Tụi con học kinh nghiệm rồi. Rút học kinh nghiệm rồi. Thì hôm nay chú nói hoài cho mấy con nhức đầu luôn. Giờ chú mới nhớ thêm phần. Mình mời luôn cái đám tùy tùng của ông Mohammed. Mấy ông ăn cà ghi không à? Đi luôn mấy ông thần bên Ấn Độ nữa. Đúng không? Mà mình cứ mua đồ Việt Nam không? Mấy ông đâu có biết ăn đồ Việt Nam. Nên lần sau mình xuống tiệm Ấn Độ á, mình đặt lại mấy cái bàn của ổng. Đây mới coi theo tên đó. Ví dụ như mình mời ông Quan Đế Công, ông cũng là vua nước Tạo không? Mình đặt cái bàn đó những cái đồ món Tạo. Điểm sống. bánh bao. Chứ mình phải cúng các vong linh tuốt ở ngoài kia nữa hả sư phụ ha? Sư phụ là thiên tử. Sư phụ lo cho mấy người lớn. Nhưng mà với lòng từ bi của mấy vị hộ pháp, với mấy vị Bồ Tát, với ông Sơn Thần ở trên núi mình, mấy ông thấy dòng linh đó, trồ khắp thế giới nó bu về đầy sân gót, triệu triệu kinh kịnh luôn. Đứng ngoài thôi mà không được vô ranh giới này. Nhưng mà mình đâu có thể được. Thí dụ như con là chủ nhà, con đãi thì bạn bè con giống như lễ ra trường những bạn con giờ là bác sĩ, kỹ sư đi. Tự nhiên cái thằng homeless ngoài đường con cũng đãi cho nó một bàn ở ngoài đường đó. Mà nó đứng ngoài đó nó đói tội nghiệp không chứ con? Nghiệp thì bây giờ từ từ ông bắt ông phải xử lý nó. Nào giờ chú không có lo mấy dâm linh. Hôm chú lo mấy đứa hài nhi là dữ lắm. Tại vì chú không muốn đệ tử nào dính vô mấy cái đó. Còn ổng từ theo hay từ tới không phải vô trọng ổng đãi nó chồng tôi không có đãi. Tôi ít có bao giờ đi ra nhà hoàng như người thân hay bạn bè mà chết đó, ít đi lắm. Tại không phải á, nguyên cả nghĩa địa nó bu lại nó lại ngày cứu thôi, tại bên kia phụ ánh sáng bảy dòng. Cái mấy lần xích lâm là mấy vị cũng nói người đời cũng đã thương mến cho phụ rồi, đã bơ vậy rồi, vong linh còn khủng khiếp hơn nữa, có gì nói mà người hữu ích ra ngoài đó. Mà mỗi lần ra là phải giảng sanh giùm cho tụi nó nhiều lắm. Giảng có lúc kêu nó đi về trời đâu đi không. Nguyên cái nghĩa địa mà ở Alam Rock, nhà phù trên núi đúng không? Dạ. Lái xe ngang nghĩa địa Alam Rock cho đường 680 á, mỗi buổi sáng đi làm ai với là Phật amen, vừa ai với là Phật vừa amen luôn. Hay tất cả du gai đi về trời nha. Ngày nào cũng phải vậy á, trong đó có nghĩa địa người Việt Nam nữa. Con đi coi thử đi. Vậy có người Việt Nam chạy ra không sao? Có nhiều năm để đức mẹ đồ công giáo rồi. Mình nói là một chuyện mà họ có nghe không, họ có thích đi không chuyện khác.
phải, còn khấn ngày là về trời là họ về được đâu, bản thân họ có chịu đi không? Giống như mắt anh cúng mấy dâm linh mà trong nhà trắng chậm á, không có đồ nghệ chậm á, mấy cặp vợ chồng mà mọi da đỏ họ sống 300-400 năm nay họ không có chịu đi đâu á. Cái hỏi sao không chịu đi, họ nói tôi đang hạnh phúc. Vậy cũng chốt á. Ừ, tại bên cõi kia họ không có thời gian, mà mấy trăm năm làm ma vậy mà hạnh phúc. Nó hạnh phúc đâu mà sao cứ đòi ăn hoài. À, tại tôi thèm ăn. Thế nhưng cũng... mấy con cóc với mấy con nai, mấy con sóc rồi nó chết đầy luôn. Nó cũng có cái hồn của nó, mà hồn con này con kia thì mình phải cúng ở dưới đất thì nó tới. Có những cặp cóc đó, nghìn năm không chịu chuyển thế, cứ lẩn quẩn ở đó. Họ cho cái đó là hạnh phúc của họ. Cũng giống như giờ con xuống như homeless, mấy cái suối. Con bắt mỗi lần homeless cho nó ở trong khách sạn hoặc là sạch sẽ, nó không có thích ở. À, không có thích, nó cũng trở về vậy. Nó cảm thấy cái đó là thế giới của nó. Phụ thử mấy lần đem về building, phụ building rộng lắm, nhiều building lắm. Dồn tụi nó vô, kêu nó cứ quét sân rồi. Rồi cái 2-3 ngày ông cũng trốn ở Việt Nam á. Phụ cho mỗi lần gặp là cho 100 ngày vậy đó. Rồi kêu ông cứ quét sân, dọn sân rồi 2-3 ông vậy đó. Mà cứ 2-3 ngày sau nó biến ra mất. Cái kêu mấy người đó là kiếp, nó cũng trở lại cái suối của ông. Ông không có chịu, ở với phụ vừa có ăn, vừa sướng, vừa ngủ được ấm nữa. Mà không có chịu là không chịu. Một ngày cho phụ cho 100 là sướng rồi. Cho ngủ bên cái hông của building nữa, không như cái trailer ấy, cũng không chịu nữa. Ừ. Cứ thích đi tụ tụ ở ngoài suối, thử con làm thử đi. Cái phụ đã từng làm vụ này hồi mấy chục năm trước, từng nào á cũng cầm một cọc tiền như nè, đổi một cọc tiền đi với vòng vòng mấy cái suối, phạt từ thằng được thằng vậy. Cho tiền thì lấy, mà nói chuyện thì không thèm nghe. Chúng ta không phải dễ đâu, cái nghiệp á. Sau này mình mới biết là cái nghiệp của họ. Cái đó phải nghiệp chướng không? Nó không phải nghiệp chướng. Nghiệp xì ke thì có. Dạ, nghiệp xì ke. Tại dưới nó buôn bán xì ke, nó chích ở dưới. Đêm nào nó cũng phải phê. Con kêu nó đi lên ở với phủ đâu có được phê, chú cho uống bia nha. Ok, mày cứ mua thùng bia nhà mày uống. Nhưng mà mày không có được, đem xì ke với kéo bạn homeless mày về. Có nhiều đó là một chuyện khó khăn với họ, họ làm không được. Họ chỉ hút xì ke thôi. Đó là thằng ở cái liều kế bên, nó hút thì nó kéo qua này một chút, nó kéo qua kéo lại vậy mà nó nương nhau sống. Con đừng tưởng là tụi nó là không biết, nó khôn lắm á con. Rồi sau đó cái lá cây cũng không nhúc nhích, cái tiếng chuông cũng không kêu, thì nơi đó là cực kỳ linh thiêng nhất của cái hành tinh mình. Tất cả những cái nơi khác không bao giờ giống. Còn cái cuồn cuộn á là con biết khi mà mấy vị cũng như mình thôi, giống như con gửi thiệp mời mà đúng giờ nào được đi vô thì mấy vị cũng đang đứng trên bầu trời chờ sẵn hết. Mấy vị cũng đang nhìn xuống chúng ta, có thể mấy vị đứng chờ 10-15 phút. Mấy hôm bữa mình đọc 16/3 đó là cha cũng cho sư phụ ngồi nói chuyện với mấy con chừng 20 phút, rồi cha cũng đứng chờ, rồi sư phụ mới ra tiếp chuyện. Rồi tới buổi lễ từng rồi cũng vậy, thì cha cũng tiếp đãi rồi xong cha cũng kêu lên cha nói chuyện riêng, đúng không? Thì con nghĩ cả triệu những vị Bồ Tát, trong đó có mấy ông rồng, có phượng hoàng, có đủ hết, thiên binh thiên tướng đi xuống một cái sân như vậy,
còn cha mẹ với mấy chư Phật thì trên này. Nếu mà ngồi phân tích theo nguồn gió này nguồn gió kia thì vô không có biết là ai đó, nhưng mà dù biết quá đông đi, thêm hết những ông rồng nữa, mấy ông rồng khắp tất cả mà hội sư phụ đó, ngoài bốn ông chánh thức được phong và giao trách nhiệm, nhưng mà những ông đó còn có những ông hộ ông đó nữa. Ông rồng cũng như là tướng, ông cũng có lính của ông vậy bộ, một đống rồng để theo hộ một ông rồng bự thì ít chứ cũng cả mấy trăm ông rồng đây nữa. Bữa đó sư phụ cũng có mời mấy ông đệ tử sư phụ là hai ông rắn ở núi Cấm đó. Trên cái bàn mấy đứa thấy tiểu thiên ông hoàng thiên ông thông đúng không, với ông điện Kỳ Lân, là ông Kỳ Lân cũng là đệ tử sư phụ, mấy ông là một vị thần. Thì dưới của mấy ổng là cái triệu triệu mấy người theo tùy tùng. Tại rắn nhưng mà tu lâu năm á, rắn khổng lồ á, cũng thành thần. Con tưởng là cha mẹ với là Phật Bồ Tát mà tới á, là biến tới. Nhưng mà lúc mà con ngủ là con thấy bay tới chứ không có biến tới. Không biết là phải gì không là... Mấy gì phải bay tới? Xa lắm, bay tới chứ không phải... Yes, dạ, mấy gì phải bay tới? Dạ. Nhiều lần lắm, thì bộ đứng trong cái bồn nước này nè. Bồn nước ngay cái đường này lên, nó có ba bồn nước đen đó không. Cái sân vô đó trống, hồi xưa sư phụ đặt cái bàn cúng ở đó. Con biết hả? Từ ở dưới San Francisco, những cái chùm mây vậy nè, đi điều lắm nha. Bài tới tới cái bàn, cái tự nhiên mai biến mất. Nó cũng giống như là bong bóng mà pop vậy. Vừa tới chỗ sư phụ là biến, mà đi đi gì là mấy gì đi trên mây là vậy đó. Thì mình phải hiểu tại sao nó không bay về hướng kia mà nếu cứ đi tới đây rồi sao không bay tiếp tục nên đi không, vừa tới là biến luôn. Thì con thấy những cái mây mà mấy vị vừa hiện lên á mà biến liền á là mấy vị á. Ok. Ủa đi. Restroom. Tắt cái clip này đi. Đừng như người ta đọc thơ nãy giờ cũng một tiếng mấy. Rồi chủ nhật bữa nay không nhận làm được.